Hôm nay chúng tôi xin trình bày về Kinh Đại Giới. Kỳ tiếp theo thứ năm cùng đến á, thì là Kinh Đại 40, Đại Tự Thập đó. Đại Kinh 40, Đại Tự Thập. Còn có một cái kinh tiếp theo nữa là cái kinh Hành Sanh á, thì quý Phật tử tự đọc và quý cô quý thầy nên đọc. Đọc chút biết kinh Hành Sanh thì đơn giản, nhưng mà đọc chút biết á, như thế nào là mình đổ thai theo ý muốn, phải cần có những điều kiện gì đó mình phải làm. Quý vị tự đọc lấy kinh Hành Sanh á, là kinh số 120 á, quý vị đọc cái này cũng hay lắm. Và để mình biết, để nói chút đúng nó như thế nào là mình đi đầu thai theo ý muốn của mình, và trong điều kiện nào mới được đầu thai theo ý muốn, để thực sự mình cũng cần sửa soạn một cái cảnh giới nào đó cho mình đi về. Có thể ở trong cuộc đời này, nhưng mà mình sửa soạn như thế nào đó, thì cái phần đó là bởi vì nó đơn giản và đọc mình tự hiểu được. Vì vì đọc thì kinh đó đáng lẽ cứ trình bày, nhưng mà để trình bày các kinh khác thì quý Phật tử tự đọc lấy. Hôm nay từ khi trình bày chúng tôi cũng phát biểu và cảm tưởng để quý vị thấy là khi mình đọc kinh, mình nghiên cứu kinh á, và nhất là khi đi vào mà tra cứu á, mình thấy cái công phu dịch thuật của Hòa Thượng rất là công phu, bởi vì gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân chúng tôi đi vào thấy vậy, mà mình hôm nay mà được đọc kinh gặp rất nhiều cái trí tuệ đặc biệt. Mà nếu như không có cái cuộc du học của Hòa Thượng và cái công phu dịch thuật 20-30 năm á, thì khó. Thì chúng tôi ngay bây giờ cố làm lại này, công việc này là vất vả vô cùng mà khó vô cùng. Mình bây giờ chỉ còn công việc hiểu và học không mà đã thấy khó lắm rồi. Thành thử là mình cầu mong cho thế nào mà hồi hướng công đức ấy, để Hòa Thượng được sức khỏe và sống lâu hơn. Mình cũng có được cái phước báo đó, được nhờ Hòa Thượng dịch mấy cái bộ kinh này. Và nếu không á, mà mình không đi vào á, mình cũng sẽ rơi vào những lỗi lầm như một số người mà chưa đi vào. Họ không thấy được giá trị của kinh, mà giá trị thì thâm trầm lắm. Bây giờ mình đi bước đầu, rồi sau này có những vị thạc đức sau này họ triển khai tiếp. Và có nhiều khi cũng là biết đâu một trong những số quý vị sẽ triển khai tiếp, thì cái ý nghĩa thâm sâu của kinh đang còn, mình chưa đào sở hết. Và chúng tôi cũng xin thành thật mà trình bày với quý vị là chúng tôi trình bày trong cái điều kiện thời gian có thể, và trong cái điều kiện mà tìm hiểu có thể thôi, giới hạn. Thành thử chưa phải là cái nội dung trình bày đó là hoàn toàn mà đúng với Phật ý đâu, mà chưa hoàn toàn xấu xa đâu. Nhưng mà hẳn nhiên là tôi cố gắng bao giờ đi ra sai Phật ý, tuy nhiên là phải trình bày có chánh kiến. Chỉ có một điều là đừng còn càng đó thôi, sau này quý vị vẫn tiếp tục đi sâu vào. Đây là càng đi vào càng thấy những bản kinh, mỗi bản kinh nó có một khía cạnh, nói lên một khía cạnh lạ lùng lắm, mà không sao mà mình có thể hiểu hết được. Và có lẽ là không bao giờ mình hiểu hết, là bởi vì mình chỉ hiểu trong khả năng tư duy, mà đấy là Đức Phật nói từ thực chứng, thành khó cho mình có thể mà hiểu hết được. Thành thử hôm nay chúng tôi chọn Kinh Đại Giới cũng là để giới thiệu thêm với quý thầy, quý cô và quý Phật tử một số cái sắc thái, một số cái nhìn mới về một số khía cạnh của Đạo Phật nữa. Kinh Đại Giới, để xin mời thầy đọc cho quý vị. Kinh Đa Giới. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sakhavi xã về Jetavana kỳ viên, tại tùng xã ông Anathabindika cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoang nàng gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả hoang nàng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Ví như này các tỳ kheo, tia lửa từ ngôi nhà bằng cây lau hay từ ngôi nhà bằng cỏ
thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được tẹt trong tẹt ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa gài kỵ, có cửa sổ đóng kỵ. Cũng vậy này các tỷ kheo, phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền tỷ. Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền tỷ. Phàm có những hoàn nạn gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả hoàn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền tỷ. Như vậy này các tỳ kheo, kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền tỷ không có sợ hãi. Kẻ ngu đầy thất vọng, người hiền tỷ không có thất vọng. Kẻ ngu đầy những hoàng nạn, người hiền tỷ không có hoàng nạn. Này các tỷ kheo, tỷ không có sợ hãi cho người hiền tỷ, không có thất vọng cho người hiền tỷ, không có hoàng nạn cho người hiền tỷ. Do vậy này các tỷ kheo, chúng tôi sẽ thành người hiền tỷ, biết suy tư tìm hiểu. Như vậy này các tỷ kheo, các ngươi cần phải học tập. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, đến mức độ nào bạch Thế Tôn là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo là người hiền tỷ, được suy tư tìm hiểu. Cho đến khi này các này Ananda, vì tỳ kheo thiền xảo về giới, thiền xảo về xứ, thiền xảo về duyên khởi và thiền xảo về xứ phi xứ, đến mức độ như vậy, này Ananda là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo là người hiền tỷ, biết suy tư tìm hiểu. Đến mức độ nào bạch Thế Tôn là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới, này Ananda, có 18 giới này: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhị giới, thanh giới, nhị thức giới, tỳ giới, hương giới, tỳ thức giới, thiệt giới, vì giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 18 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới? Có thể có, này Ananda, này Ananda, có 6 giới này: địa giới, thủy giới, phong giới, hòa giới, không giới, thức giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới? Có thể có, này Ananda, này Ananda, có 6 giới này: lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới. Bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới? Có thể có, này Ananda, này Ananda, có 6 giới này: dục giới, ly dục giới, sân giới, vô sân giới, hài giới, bất hài giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới. Bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới? Có thể có, này Ananda, này Ananda, có 3 giới này: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 3 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới. Bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiền xảo về giới? Có thể có, này Ananda, này Ananda, có 2 giới này: hữu vi giới và vô vi giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 2 giới này, cho đến mức độ như vậy,
Này Ananda là vừa đủ để nói vị tỳ kheo thiền xảo về giới. Bạch Thế Tôn cho đến mức độ nào là vừa đủ để nói vị tỳ kheo thiền xảo về xứ. Này Ananda, có sáu nội xứ ngoài xứ này: mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu nội ngoài xứ này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda là vừa đủ để nói vị tỳ kheo thiền xảo về xứ. Bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ để nói vị tỳ kheo thiền xảo về duyên khởi? Ở đây, này Ananda, vị tỳ kheo biết như sau: nếu cái này có, cái kia có, do cái này sanh, cái kia sanh; nếu cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên hữu, hữu duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sanh, do duyên sanh lão tử, sầu bi khổ não khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của toàn bộ khổ ứng này, nhưng do sự diệt từ, sự ly tham hoàn toàn của chính vô minh này, các hành diệt, do các hành diệt, danh sắc diệt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt, do lục nhập diệt, do xúc diệt, do thọ diệt, ái diệt, do ái diệt, thù diệt, do thù diệt, hữu diệt, do hữu diệt, sanh diệt, do sanh diệt, lão tử, sầu bi khổ não đoàn diệt. Như vậy là sự đoàn diệt toàn bộ khổ này. Tới đến như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói vị tỳ kheo thiền xảo về duyên khởi. Nhưng tới đến mức độ nào, Bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói vị tỳ kheo thiền xảo về xứ phi xứ? Ở đây, này Ananda, vị tỳ kheo biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu. Khi một người thành tựu chánh kiến lại đi đến các hành và xem là thường còn, sự kiện là như vậy không xảy ra, và vì ấy biết rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu. Khi một người phàm phu đi đến các hành và xem là thường còn, sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu. Khi một người thành tựu chánh kiến lại có thể đi đến các hành với ý niệm lạc thọ, sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu. Khi một người phàm phu đi đến các hành với ý niệm lạc thọ, sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu. Khi một người nào thành tựu chánh kiến lại có thể đi đến các pháp với ý niệm từ ngã, sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu. Khi một người phàm phu đi đến các pháp với ý niệm từ ngã, sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu. Khi một người thành tựu chánh kiến có thể giết sinh mạng người mẹ, sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra. Khi một người phàm phu có thể giết sinh mạng người mẹ, sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu. Khi một người thành tựu chánh kiến có thể giết sinh mạng người cha, có thể giết sinh mạng vị A La Hán, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu. Khi một người thành tựu chánh kiến có thể với ác tâm làm Như Lai chảy máu, sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra. Khi một người phàm phu với ác tâm làm Như Lai chảy máu, sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu. Khi một người thành tựu chánh kiến có thể phá hòa hợp tăng, sự kiện như vậy không xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra. Khi một người phàm phu có thể phá hòa hợp tăng, sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu. Khi một người thành tựu chánh kiến có thể đề cao một đạo sứ khác, sự kiện như vậy không có xảy ra,
và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một người phàm phu đề cao một vị đạo sư khác. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi cùng trong một thế giới hai vị A-la-hán chánh đẳng giác có thể xuất hiện một lần, không trước không sau. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi cùng trong một thế giới một vị A-la-hán chánh đẳng giác có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra khi cùng trong một thế giới hai vua chuyển luân có thể xuất hiện một lần, không trước không sau. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi trong một thế giới một vị chuyển luân có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một nữ nhân có thể thành vị A-la-hán chánh đẳng giác. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một nam nhân có thể thành một vị A-la-hán chánh đẳng giác. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một nữ nhân có thể thành vị Sakka Đế Thích. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu khi một nam nhân có thể trở thành vị Sakka. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một nữ nhân có thể trở thành ma vương. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một nam nhân trở thành một ma vương. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một nữ nhân có thể trở thành phàm thiên. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một nam nhân có thể trở thành phàm thiên. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện này không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một khẩu ác hành, khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một thân hiện hành có thể sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một thân hiện, khi một thân thiện hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một khẩu thiện hành, một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một thiện ý hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người hành trì thân ác hành, do nhân thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, sau khi thân hoài mạng chúng có thể sanh thiền thủ thiên giới quại đời này. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một người hành trì thân ác hành, do nhân thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, sau khi thân hoài mạng chúng có thể sanh vào quại dự ác thú đọa xứ địa ngục. Sự kiện này có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người hành trì khẩu ác hành, hành trì ý ác hành, do nhân ý ác hành ấy, do duyên ý ác hành ấy, sau khi thân hoài mạng chung có thể sanh lên thiền thủ thiên giới quại đời này.
sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một người hành trì khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chúng có thể sanh vào quậy dự ác thú đọa xứ địa ngục. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người hành trì thân thiện hành, do nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện hành ấy, có thể sanh vào quậy dự ác thú đọa xứ địa ngục. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rằng sự kiện này có xảy ra khi một người hành trì thân thiện hành, do nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện hành ấy, có thể sanh lên thiện thủ thiên giới quả đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra, vì ấy biết rõ ràng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người hành trì khẩu thiện hành, hành trì ý thiện hành, do nhân ý thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có thể sanh vào quả dự ác thú đọa xứ địa ngục. Như vậy, sự kiện như vậy không có xảy ra, và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu khi một người hành trì khẩu thiện hành, hành trì ý thiện hành, do nhân ý thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có thể sanh lên thiện thủ thiên giới cõi đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra cho đến mức độ như vậy là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo thiện xảo về xứ phi xứ. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả A Nan Đa bạch Thế Tôn: thực phi diệu thay, bạch Thế Tôn, thực phi hữu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, pháp môn này có tên gì? Do vậy này A Nan Đa, ngươi hãy thọ trì pháp môn này là đa giới, hãy thọ trì pháp môn này là bốn chuyện, hãy thọ trì pháp môn này là pháp kính, hãy thọ trì pháp môn này là tổng bất tử, hãy thọ trì pháp môn này là vô thường chiến thắng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả A Nan Đa hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Đa Giới 115. Đa giới, đa là bahu, bahu là nhiều đó. Còn giới đa tu, giới này hẳn phải là giới luật. Giới này là cái element, là mấy cái yếu tố, cái yếu tố tạo ra sự vật, cái thế giới của con người gọi là giới. Hay là còn gọi là phạm trù. Đa giới đây là nhiều phạm trù, hay là nhiều yếu tố, nhiều thành tố. Thì đơn giản là vậy. Như quý vị, trong kinh này chỉ có vấn đề đặt ra đơn giản mà Đức Phật đặt ra từ đầu, rồi Ngài A Nan bạch hỏi, rồi Đức Phật cắt nghĩa. Thứ nhất là Ngài ở đời nó có ba cái sự thật, nghĩa là đấy là sự thật tâm lý mà người đời gánh chịu, đó là sự sợ hãi luôn luôn ám ảnh suốt cuộc đời của mình. Thứ hai là thất vọng, nội thất vọng luôn luôn ám ảnh đi theo mình như hình với bóng vậy suốt cuộc đời. Thứ ba là tai họa, ba cái đó nó giáng xuống cuộc đời và cả tam giới, chứ không phải là mình chỉ riêng của người. Cái này mới gọi là kinh Phật Hoa gọi là tam giới là nhà lửa. Ba cái tai họa này cái loài là các loài lửa cả, nó dồi xuống trong tâm thức của người xuống cuộc đời. Thì hầu hết những người đời đều gánh chịu cả. Còn nếu như không gánh chịu, còn một người nào không gánh chịu, thì hóa ra người đó có thể hạnh phúc trong cuộc đời không? Có. Đó là khổ đau đó. Thì sự thật cuộc đời là khổ đau, là cái thất vọng, sợ hãi, thất vọng và cái sự hại, thất vọng và bỗng dưng nó quên đi. Tai họa, yeah. Bọn dân đầu óc bây giờ quá, bọn dân nó quên cái tai họa. Vậy cái đó là ba cái đó là vấn đề đặt ra mà chỉ có người đời gặp, mà người đời thường gọi là phàm phu, hay là nói khác đi, chữ phàm phu nó không nặng nghĩa đâu. Nặng phu này là cái người mà chưa phải là bậc thánh, mà vậy là phàm phu thôi. Thì cái ba la, tiếng Pali gọi là ba la, mình tiếng Anh thì mình hay dịch là người ngu. Mà thực ra là nghe chữ ngu thì mình tưởng là nhiệt mắng, nhưng thực ra là mình vô minh là ngu rồi đấy. Thì mình chưa minh đấy là ngu. Thành thử người nào mà còn minh, còn vô minh là bị ba cái tai họa này giáng xuống: sợ hãi, thất vọng và tai họa. Còn người nào mà ai không có gánh chịu ba tai họa này, thì đây là một cái điểm lạ lùng lắm. Vì ba tai họa, cái chuyện mà tránh khỏi ba tai họa này cũng ở ngay trong cuộc đời này,
chứ không phải là phải chờ qua kiếp khác. Mà ai ai tránh được đó là các bậc hiền trí, gọi là Pandita. Pandita là các bậc hiền trí thì không bao giờ có sợ hãi, không bao giờ có cái tai họa, không bao giờ có cái lo âu vân vân. Tất cả những cái đó là không bao giờ có thất vọng, không có. Tất nhiên là họ sống trong một niềm hỷ lạc, không có sợ hãi, không có thất vọng và không có gánh chịu các tai họa. Ba cái đó thì vì bậc thánh. Thì ngài An Nam hỏi như vậy thì cái người mà không gánh chịu tất cả những cái đó, thoát ly được ba cái khổ nạn đó là người hạ người nào, phải cho đến mức độ nào mà họ mới được như thế, là gọi là hạ người hiền trí. Thì Đức Phật mới cắt nghĩa đó là những cái người mà hoàn toàn hiểu hai chữ, quý vị để ý trong kinh, hiểu rõ và thấy rõ, hiểu rõ và thấy rõ về giới, về xứ, về duyên khởi và về xứ phi xứ. Đó có bốn cái thuật ngữ đó, mà có bốn nội dung đó. Hiểu rõ về giới, hiểu rõ về xứ, hiểu rõ về duyên khởi và hiểu rõ về xứ phi xứ, hiểu rõ và thấy rõ. Người nào mà đạt đến mức độ đó thì không có sợ hãi, không có thất vọng và không có gặp những tai họa trong cuộc đời. Và hẳn nhiên là nó không phải gì mà mình có thể hiểu hết được. Thì chúng tôi cũng trình bày trong một giới hạn nào đó, rồi còn một số còn lại quý vị biết vì sao mình không cắt nghĩa được, là đây gọi là pháp truyền thống. Cái pháp như thì pháp như vậy mình cắt nghĩa là gì, là mình muốn đi tìm cái logic nào đó, mà thực ra mấy kẻ này không phải logic. Ví dụ người ta đặt câu hỏi vì sao người đàn bà lại sinh con mà người đàn ông không sinh con, không ai trả lời được cả. Đàn bà là sinh con rồi thôi, đàn ông không sinh rồi thôi. Vì đàn ông thì không sinh mà đàn bà thì sinh, rồi tôi con cũng không muốn sinh thì làm đàn ông mà phục sinh. Tuy nhiên là sinh có cái hạnh phúc của sinh, có cái khổ đau của sinh, và không sinh cũng có cái hạnh phúc của không sinh và có cái khổ đau của không sinh. Nó vậy, cái pháp nó như thế. Chứ một người thì xa lạ lại làm ngạc nhiên, nói tại sao lại cùng con người mình nói khó nghe gì, tại sao người nữ người sinh mà người nam không sinh. Quý vị thấy này, vì vậy để mình hiểu vì sao người đàn bà không làm Phật A La Hán, Phật A La Hán chánh đẳng giác. A La Hán thì được, nhưng A La Hán chánh đẳng giác thì không. Mà cái này là chủ trương bất bình đẳng của đạo Phật là hoàn toàn sai. Ngoài đạo luôn luôn họ căn cứ cái này để họ chống đối đạo Phật. Họ nói tại sao có kỳ thị trong đạo Phật, tại sao Đức Phật lại xếp người đàn bà thấp như vậy, là bởi vì người đàn bà không bao giờ làm A La Hán chánh đẳng giác cả. Nhưng mà cái đó không phải là kỳ thị. Cái pháp như vậy nước chảy xuôi rồi chưa hỏi như thế này, tại sao nước pháp nước chuyển ngược, cái pháp này làm sao phải ngược lại. Cái pháp như thế nhưng mà cái giá trị thì giống nhau cả, đều giác ngộ cả, được hay cả. Nhưng mà ở cái thân của A La Hán chánh đẳng giác là Phật chuyển luân vương thì không phải là thân nữ rồi thôi. Cái thế giới nó vậy chứ không hỏi vì sao được nữa. Đó, cái pháp này gọi là pháp truyền thống và cái này không thể cắt nghĩa được. Và quý vị chúng tôi cũng vậy, nên dừng ngang đây và mình lấy cái lòng tin để hiểu tin Phật và Phật dùng trí tuệ ngài nói như vậy. Và không phải là chỉ có Phật mà đàn bà không làm được, mà làm Sakka cũng không làm được. Là vua trời tam thập tam thiên ấy, thì mà vua là ở trên chóp đỉnh là không có vị trí đó. Có thể do cái vị trí cái thân, mà có do vị trí cái lòng khiêm tốn, mà do vị trí cái vai trò không động thì không có giữ cái vai trò đó. Ma vương mà cũng làm, má đó mà cũng làm ma vương, ma dân thì có, hoàng hậu ma thì có, ma nữ đó, hoàng hậu ma thì có. Nhưng mà họ làm hoàng hậu chứ họ không điều khiển cả ma vương. Tuy không làm ma vương nhưng mà vẫn có quyền thế. Đại khái cái pháp nó như vậy chứ mình cắt nghĩa vì sao được cả. Đó thì cái đấy ngoài đạo họ vẫn cứ đi vào đấy mà chỉ thích là tại vì sao giới của bên nữ nhiều hơn, tại vì sao lại có những cái mà đấng bà không làm được. Vì vì biết cho đến cái tư tưởng lớn nhất mà phát triển mạnh nhất của Đại Thừa là tư tưởng Phật Hóa, thì chủ trương hoàn toàn bình đẳng, tất cả các pháp bình đẳng, hoàn toàn rốt ráo bình đẳng. Vậy mà lắm nữ có trí tuệ giác ngộ rồi đó, được ngài Văn Thù Sư lời dạy đó, mà trước khi mà lên ngồi tòa Như Lai là phải chuyển nữ thành nam thân cái đó. Cái pháp vậy thôi chứ không phải cái pháp như thế cho mình không thể cắt nghĩa được nữa. Là ngay Đại Thừa tứ tượng hoàn toàn vô phân biệt, hoàn toàn bình đẳng rốt ráo, mà lắm được phải chuyện nam thân đã mình ngồi đến cái tòa Như Lai. Cái trí tuệ là có trí tuệ giác ngộ đó, nhưng mà phải chuyện nữ nam thân ngồi trên cái tòa. Cái thân đó là cái thân nó gần như cái thân nam, một cái biểu hiệu mà một cái nghiệp của chúng sinh sao nó kết là như thế, thì cái thân đó nó tròn hết.
Vì như ông vua phải mặc long bào rồi thôi. Ông vua phải mặc long bào mà quan không được mặc long bào. Cái long bào này có cái dấu hiệu vì gì đó. Còn cái thân nam là cái thân đó có thể chứ không phải nhất định là ai cũng làm được mà có thể ở cái vị trí đó. Thì đấy là gọi là có những cái giới hạn gọi là pháp truyền thống mình không đi vào. Nhưng bây giờ mình đi tìm hiểu trong những cái phần mà mình có thể đi vào được là như thế này. Rất đạo Phật đặt vấn đề rất thiết thực và rõ ràng là đang đáp ứng lại những cái mơ ước lớn lao của con người. Mình đang sống trong một cái sự thật rất là sợ hãi. Vì mình biết là từ cái thời mà là khai thiên lập địa đến bây giờ là con người nó dồn nén sợ hãi, nó thành một cái gen á, gen sợ hãi nó di truyền kiếp này qua kiếp kia, sợ trời đất thiên nhiên, sợ mây, sợ gió, sợ mưa, sợ thú dữ, sợ đủ thứ sợ dồn nén vô. Và cái kiếp sống của mình cũng đi luân chuyển trong luân hồi, bao nhiêu cái sợ hãi đó nó thu vào trong cái tâm thức nghiệp thức mình á, thành cả một nghiệp thức nó chứa đựng trong bao nhiêu cái cái gen sợ hãi, cái di truyền sợ hãi và cái chủng tự sợ hãi trong đó. Đó là quá khứ. Chứ đến khi mà mình vào cuộc đời này, khi vào lòng mẹ thôi, có đến mấy triệu tinh trùng, 5-6 triệu tinh trùng, mà chỉ có một tinh trùng vào được thai mẹ, vất vả lắm, tranh thủ mọi người là như một đại lực sĩ mà đi vào được trong đó cái thai, đau đớn qua một cuộc phấn đấu lớn lắm. Rồi ở trong thai mẹ, rồi là ngài Xá Lợi Phất nói là như ở trong một chậu máu, nó tối tăm khổ cực. Ngài nói mỗi lần mình nhớ tới chuyện mà đầu thai mẹ là tợn, không người là tợn, không bao giờ muốn trở lui là cái chuyện đó nữa. Một lần thứ hai nè là cái khổ cực ở trong cái bầu thai mẹ, vì mình đi ra rồi mình quên, mình nhớ thôi chứ nhớ lại là khổ lắm. Rồi bà mẹ mà uống thức ăn mà nóng thì mình khổ nóng, mà cái nóng đó mình bà mẹ không thấy có gì cả, nhưng mà cái thai nhi là nó đau đớn lắm. Đôi nó là giống như lửa đốt, còn lạnh thì giống như là giá lạnh, đau khổ thành nhồi trong một cái tâm lý đó. Nó đi khi trước khi mình ra đời là một tâm lý sợ hãi, đau đớn, lo lắng. Con người mình khó mà tự tài là vậy, luôn luôn cứ chồn rộn ưu tư chạy vạy khổ cực lắm. Rồi khi ra khỏi lòng mẹ rồi, quý vị lớn lên là khi mà bắt đầu học, học đi, học đứng, học nằm, học chạy, học chữ, nghĩa, vân vân, là bị la, bị rầy luôn, sợ người lớn, sợ la, sợ rầy, sợ hình phạt, đủ thứ cả. Rồi cũng sợ bình, sợ đau, rồi sợ đi thi cử, cũng sợ hỏng. Bao nhiêu thứ sợ hãi trong cuộc đời ấy. Rồi lập gia đình cũng sợ, lập thì ứng lập gia đình, mà lập thì cũng sợ, lo đủ thứ sợ. Rồi khi ra làm việc cũng vậy, cũng sợ người ta la, người ta rầy, sợ người ta chỉ trích. Sợ chỉ trích cái nhan sắc mình, chỉ trích cái dòng họ mình, chỉ trích kiến thức mình, luôn luôn nơm nớp sợ hãi đó. Cái sợ hãi kéo dài đó. Rồi đi ra sinh hoạt xã hội cũng sợ đầm đống cũng sợ hãi lắm. Hồi xưa tôi một lần đi, cái lần thuyết pháp đầu tiên ra đau khổ lắm, đau khổ mà nói giả như mà thôi cho mình bình sợ dạng nữa cho khỏe. Là bởi vì sao sợ hãi, không biết vì sao mà có ai biểu đâu mà tim mà thằng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thằng sợ nói xong rồi một cái thời pháp đầu tiên về thằng bàng hoàng, vì đấy nó nhưng thấy không có gì cả, những cái người đương sự trong cái bối cảnh đó là sợ hãi lắm, bất an như lắm, khổ đau. Một lần tôi đi dạy đại học đầu tiên của về đưa vào đi dạy đại học sư phạm, lớp những người đã tốt nghiệp và cử nhân sư phạm rồi, đi ra dạy lần đầu tiên. Ôi cho lo mỹ tuần lệ mà cứ niệm Phật luôn, không sợ hãi dễ sợ lắm. Mà quý vị cũng vậy, mà tuổi trẻ về ra nó đúng là sợ lắm. Mà rồi về nhà chồng người giấu, về chồng cũng sợ phải không, sợ khiếp lắm. Người lầm rễ cũng sợ đủ thứ, nghĩa là cuộc đời cái môi trường lạ là sợ đêm, sợ bóng tối, sợ đủ thứ cả. Rồi có những cái chủng tử, có người sợ rắn, người sợ rít, người sợ chuột, người sợ đủ thứ sợ đó. Nó ở trong cái sợ hãi là vậy đó. Thành cái sợ hãi là khổ lắm. Và ở trong một cái điều kiện mà nó khổ Cho đến mức độ nào mà thoát ly sợ hãi. Thực sự bậc thánh hữu học còn sợ hãi chứ không phải. Họ còn sợ có những cái họ đối diện với mình không sợ hãi, nhưng họ đối diện một cái hội chúng cao hơn họ sợ hãi. Thành chỉ cho đến khi đắc được tứ vô sự ý của Đại Bồ Tát hay của Phật mà không sợ hãi. Vô ý như Đức Bồ Tát Quán Âm, vô ý là phải đắc được tứ vô sở ý, hằng là thì pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhào thuyết biện tài vô ngại, khi đó mà không còn sợ hãi gì nữa. Đó, nó khó như vậy. Thành mình cả một cái lộ trình sợ hãi rồi.
sống trong cái điều kiện tâm lý mà cứ khờ hại lang á, thì sinh ra ước mơ. Bởi vì cái mà thiết tha của con người là đi tìm sự an lành, sự an lạc. Ở trong bất an thì tự nhiên mong cầu cái an lành, an lạc thôi. Và ở trong cái không hạnh phúc, khổ đau là mong cầu hạnh phúc. Và cái đó nó sinh ra ước mơ. Càng khổ đau, càng sợ hãi thì càng cái ước mơ càng được nuôi dưỡng mạnh. Vì vậy có nhiều nhà văn người ta gọi sống là ước mơ. Sống phải là ước mơ. Không ước mơ không phải là sống. Là bởi vì sao? Bởi vì sự sống nó khổ đau quá thì ước mơ. Ước mơ là gì? Ước mơ là muốn được những cái gì mình chưa có được. Ước mơ có nghĩa là không được những cái gì mình muốn. Quý vị, chừng nào còn ước mơ thì cái đối tượng ước mơ không có mặt, không có tầm tay của mình. Như vậy, chừng nào còn ước mơ là còn hy vọng để đạt được cái đối tượng mình muốn. Mà chừng nào có ước mơ, có hy vọng á, thì chừng đó đối tượng mình muốn không có mặt trước mắt mình, không có trong tầm tay mình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự xác nhận gián tiếp của một nỗi thất vọng, quý vị không? Thành người ta nói là hy vọng chỉ là một sự thất vọng triển hàng. Thay vì triển vọng ngay bây giờ, thất vọng ngay bây giờ thì người ta đánh lừa một cách nào đó, mình hẹn lại ngày mai lại hay, ngày mai sẽ thất vọng, ngày mốt sẽ thất vọng, cứ như thế. Gọi là một sự triển hàng, sự thất vọng. Mà nói một cách chính xác hơn nữa là gọi là kéo dài sự thất vọng. Đối với người trí đó là một sự kéo dài nỗi thất vọng. Thà biết ngay thất vọng cho rồi để mà lo nghĩ cái việc khác. Đây là vẫn cứ nuôi dưỡng mình một cái niềm hy vọng mơ hồ. Rồi tuy nhiên là kéo dài nỗi thất vọng. Hy vọng là kéo dài nỗi thất vọng. Đó là một cái nỗi khổ mà đó là sự thật. Rồi quý vị biết, ngoài những cái lo là lo tai nạn, sợ hãi về tai nạn rồi. Thì là có sợ hãi đó rồi. Nhưng mà tai nạn á, nó không phải là vì sợ hãi mà rồi nó không có. Là sợ cái tai nạn do chủ quan mình tạo ra cũng có. Mà cái tai nạn do tập thể tạo ra cũng có. Có khách quan, do thiên tai hạn lụt vân vân, dịch hạch rồi tất cả cái đó là đều là những tai nạn trong cuộc đời mà vô thường lắm. Mình ở như thế này mà đi ra đường là xe cổ chưa biết an không an. Đi về nhà rồi biết an, còn khi đi trên đường là chưa biết. Đó, luôn luôn có những cái gọi là tai nạn, nó giật đập dính trong cái thế giới mà luôn luôn có những tai nạn. Và vì những cái tai nạn này nó không phải là nằm trong cái nghiệp hẳn đâu. Cái này là những sự may rủi đã sinh ra con người rồi mình chịu rồi thôi. Tai nạn sinh ra thế giới Ấn Độ bị bò hút, dễ bị bò hút và giật độc cắn. Còn sinh ra thành thì không bị, không chết vì bò hút và giật độc rồi thôi. Hệ mà thân người thì nó gặp những cái rủi ro đó. Thì cái này thì quý vị biết rồi. Nhưng mà cái mà quý nhất ấy, là quý vị về trầm tư lại, lục lọi tất cả kiến thức và kinh nghiệm của mình về cái nỗi sợ hãi, về cái nỗi thất vọng và về những cái tai họa cuộc đời ấy. Đừng chạy trốn. Đức Phật đặt vấn đề ra là để cho mình đối mặt và để tìm vượt qua, chứ đừng chạy trốn. Chạy trốn thì mình không vượt qua được. Nhìn chút rõ ba cái đối tượng này, cái sợ hãi. Sợ hãi mà càng cảnh chừng nào nó càng sợ hãi như vậy. Như sợ ma, sợ đi đêm, sợ bóng tối là càng đi đêm thì mình hết sợ hãi. Còn càng tránh đi đêm càng sợ hãi, càng nuôi dưỡng. Sợ đầm đông là càng nhảy vào đầm đông để mà nói một hồi trật trúng chứ cũng được, một hồi già không sợ nữa. Còn mà không tránh chừng nào là nỗi nguy, càng tránh càng nuôi dưỡng nỗi sợ hãi. Thành cái vấn đề là mình trầm tư về cái đó cho rõ để mà thấy được cái lối ra, cái cách ra. Tự nhiên đi ra được là tự nhiên đi vào cái sự thật và đi vào hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Thì như quý vị biết là một cái nhà tư tưởng Việt Nam mà gọi là một trong những nhà tư tưởng lớn đạo đệ hoàn toàn Việt Nam á, là của Ôn Như Hầu đó, của Nguyễn Du, của Ôn Như Hầu, của Nguyễn Trãi đó, mình vì nó là bộ óc lớn, bộ óc dân tộc lớn, bộ óc trí tuệ lớn đó. Cụ đó là giỏi, thông minh giỏi, mà cụ đó là kinh nghiệm cuộc sống từng trải, biết được cái cuộc sống của vua chúa, của dân đen là chi là biết hết. Và cả đời sống tu hành 8 tuổi cụ là độ bằng nhạc rồi. Cô đã viết lại cái tâm sự, cái kinh nghiệm của mình qua này, cái gọi là cung oản ngắm khúc đó, là cái lời than của người cung nữ. Thực ra đó là lời than, đó là thân phận của con người rồi thôi, người chung rồi thôi, chứ không phải riêng của người cung nữ. Trẻ tà hóa đành hắn quả ngạn, chết đuổi người trên càng mà chơi, lò cừ lúc nấu sự đời, bức tranh vân cậu vẽ người tang thương. Thì vì thấy là cái hình ảnh đó là hình ảnh cái thân phận của mình đứng bị thiêu đốt bởi sợ hãi, bởi thất vọng và bởi cái tai họa
người đi làm, người cung nữ có cái khổ đau, người cung nữ vua chúa có cái khổ đau của vua chúa, mỗi cái vị trí trong cuộc sống có cái khổ đau của nó. Đó là hình ảnh mà mình biết là đó là cái hình ảnh cái thân phận của con người đó. Thì bây giờ Đức Phật cũng nhìn thấy như vậy, ngài cũng nhìn thấy như con người đời nhìn thấy, và ngài chỉ con đường đi ra và như thế nào để đi ra. Thay vì ngài chỉ con đường, ngài nói ở đấy là con đường đi ra, thì ngài dạy rằng là với những cái người mà gọi là người hiền trí thì không bao giờ có sợ hãi đi tới xảy ra với họ cả, không bao giờ sợ hãi đến với họ, không bao giờ thất vọng đến với họ, không bao giờ tai họa đến với họ. Riêng cái tai sợ hãi về thất vọng thì đúng thì dễ thấy, nhưng về cái tai họa mà cắt nghĩa cho hết cái tai họa vì sao không đến với người hiền trí thì điều này cũng là khó chứ không phải là dễ. Là nếu đi vào mình thấy khó thì phải dễ, nhưng mà riêng cái thất vọng và cái tai họa, cái thất vọng và cái khổ, cái sợ hãi của vị thầy, một cái người mà hiền trí là một cái người mà gì, như thế nào, một cái người mà đã thấy rõ, biết rõ cả con người và vũ trụ rồi, nghĩa là biết rõ các xứ các giới, biết rõ duyên khởi, biết rõ cả xứ phi xứ rồi, người đó thấy vô ngã, còn sự thật vô ngã rồi thì còn gì sợ hãi nữa. Mình thấy cuộc đời có ngã cho nên khi mà có mình và có cái khổ đau, có cái mình và cái đối tượng để mình sợ hãi. Nhưng mình sợ hãi khi mà thấy sợi dây là con rắn thì mình mới sợ hãi, sợ rắn. Cũng như thấy cuộc đời có thật á, mình mới sợ, mà sợ hãi về cuộc đời. Còn khi biết nó mong mì rồi là mình tự tài, tự nhiên không sợ hãi nữa. Thấy nó là sợi dây rồi là tự động sợ hãi nó tiêu. Và một cái người trí là vậy, khi họ có trí tuệ rồi thì tất cả những cái nguyên nhân mà đưa đến cho mình sợ hãi trước đây nó không hiện hữu nữa, do đó nó không có nỗi sợ hãi không hiện hữu. Và vì họ sống tự đủ, họ tự thấy hạnh phúc rồi, không còn mơ ước gì nữa, không mơ ước thì không còn thất vọng nữa, là bậc hiền trí không hề thất vọng, có gì để mà thất vọng, bởi vì sự thật và hạnh phúc nằm đến chính họ rồi, không có gì để cầu mong, không cầu mong thì không thất vọng. À, thì cái đó là dễ thấy, nhưng cái tai họa thì cái đó mình sẽ mổ xẻ sau về cái tai họa. Thì bây giờ trước khi đi vào cái phần này, chúng tôi trình bày để quý vị biết như thế nào là một vị hiền trí mà gọi là thông rõ về các giới. Các giới là thực ra là có nhiều cách trình bày. Trình bày trong kinh này là có 6 cách Đức Phật giới thiệu. Thứ nhất là thập bát giới, đó là một cách. Một cái người mà thấy rõ và hiểu rõ thập bát giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức, nhãn nhị tỷ thiệt thân ý căn, nhãn nhị sắc thanh hương vì xuất pháp là cả 6 trần, và nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 18 cái đó gọi là thập bát giới. Ai mà hiểu rõ nó rồi, bởi vì tất cả nỗi sợ hãi là do 18 cái này nó còng nhau lại, nó mới sinh lên, sinh ra sợ hãi, thất vọng do đó mà tạo ra. Và cái đón nhận cái gọi là tai nạn hay không tai nạn là cả cái ngã tướng, cả cái duyên di chuyển của vũ trụ, mà mình chấp làm mình thì mới thấy tai nạn, có tai nạn khổ đau điểm. Tất cả 3 cái đó nó xảy ra là do vì thấy 18 cái giới này là hữu ngã là thường, cho nên khi mới khổ đau. Cái này đi bản kinh mà kinh đầu tiên tôi giới thiệu quý vị là nhất thiết căn bản thập môn đó, là 3 cái này mà gặp nhau lại, 6 căn, 6 trần, 6 thức gặp nhau lại gọi là xúc, thành hữu rõ và thấy rõ. 6 căn, 6 trần, 6 thức này gọi là thập bát giới, chính nghĩa là họ hiểu rõ xúc. Xúc đó là một trong 12 chi phần duyên khởi rồi thôi. Cái sự vận hành của xúc hay là sự vận hành của 18 cái giới này á, là sự vận hành của xúc. Và chính cái khổ đau, cái thất vọng, cái tai họa, cái sợ hãi là nằm trong cái chỗ xúc này mà sinh ra. Mà xúc là do cái gì sinh ấy, quý vị biết rồi. Thành ái hiểu rõ dứt khởi, hiểu rõ rồi là biết được cái gốc của nó rồi, không còn sợ hãi nữa. Sợ hãi nó tiêu, thất vọng nó tiêu, và tai họa cũng từ đó nó không đến nữa. Hoặc là nó đến như không, bởi vì mình thấy vốn không có gì nữa. Có cũng như không, có đó mình không đau khổ vì lục bào. Thiên tai vẫn có đó, mình không có đau khổ vì thiên tai. Kiếp chóc vẫn có đó mà mình không đau khổ vì kiếp chóc. À, thì 3 cái đó nó mới rời đi. Thành quý vị thấy rằng là cái cơ bản vẫn là từ cái duyên khởi thì được duyên khởi. Và cái này chúng kính căn bản, 3 căn bản như thiệt tập 4 là gì, là phải từ cái tư duy về cái 18 giới này, 6 căn, 6 trần, 6 thức, đi đến cái thẳng tri 18 giới này,
sáu căn, sáu trần, sáu thức và đi đến liệu tri. Lúc đến liệu tri mới thực sự là gọi là Pandita, là người thiền trí, là thấy rõ và hiểu rõ sáu căn, sáu trần, sáu thức. Tuy nhiên là phải tu đó, tuy nhiên mình phải đi rời bỏ 10 ác hạnh để đi vào 10 thiện hạnh, rời bỏ thiện hạnh tiến xa hơn nữa để đi vào cái sơ thiền, sơ định, nhị định, tam định, tứ định, đi vào trong tứ định để có thẳng tri sự thật, thấy rõ cái duyên khởi, cái tướng duyên khởi của con người và vũ trụ. Rồi từ cái thấy đó nó mở ra một cái thế giới mình mơ ước, nó sẽ đi lần về ngang đó, là tự động nó đi lần về thôi. Cố gắng đấy cho đến tứ thiền thôi và có chánh kiến mà thôi, thì từ đó nó mở ra một cái phương trời mới, đi vào cái gọi là cái thế giới của cái hiện trí, và tự động là sợ hãi, thất vọng và tai họa nó tiêu tan. Thì cái này Đức Phật trình bày một cái cách trình bày một khác. Thì quý vị thẳng thế là gì? Thì người mà người phàm phu mà bị khổ, sợ hãi, thất vọng và tai họa là gì? Là cái vị này nhìn và tai họa đến. Còn nếu như nhìn đó là vô ngã, đừng có nói nó không phải là mình, không phải của mình ấy, thì không có đó. Chỉ có như thế thôi, và có một sự chọn lựa. Đức Phật đặt mình trước sự chọn lựa rõ ràng. Khổ đau sợ hãi có đó, thất vọng có đó, tai họa có đó, nhưng mà cái đó nó đến một phát xuất. Nói chú cùng từ cái trí tuệ giác ngộ Đức Phật là Ngài đã chỉ rõ, nó đến từ một cái nhìn vô ngã đó thôi. Nhìn các cái căn trần thức đó là có ngã và nó là của mình, chiêu cảm cho là của mình, rồi mọi chuyện nó sinh khởi. Còn thấy nó là vô ngã thì không, nó sẽ mở lần thấy nó vô ngã là thẳng trí nó, nghĩa là phải thấy từ trong thiền định thấy rõ, rồi thấy đó mà đốt cháy các cái kiết sự của mình đi, để đi vào mấy quả thánh, đến a la hán đó. Cái mà liệu trí thực sự đi ở chỗ đó thì không còn thất vọng, hoàn toàn không còn sợ hãi, không còn thất vọng và tai họa không còn nữa. Thì như vậy là hạnh phúc hiện tại hoàn toàn có trong hiện tại. Từ một cái nhìn đó thôi, cái nhìn sự vật, nhìn căng, trần và thức. Và cái nhìn đó quý vị biết hàng cũng quy tụ về trong cái hiểu được cái xúc thôi. Của tổ xúc trong 12 chi nhân duyên thôi là đủ. Thấy một cái xúc, một cái chi phần nái nhân duyên mà hiểu rõ, thấy rõ là thấy rõ cả con người và vũ trụ. Và thấy rõ rồi ấy, thì tham sân si nó sẽ chìm đi, và vô tham vô sân vô si nó khởi. Và từ đó nó giúp cho mình có cái điều kiện để đi ra khỏi thoát, đi xa lần lần các sợ hãi, thất vọng và tai nạn. Bây giờ cái thứ hai về thấy cái thập bát giới là vậy. Còn thấy có cái sáu giới nữa là gì? Địa thủy hỏa phong không thức, tự nhiên là yếu tố đất, nước, gió, lửa, không gian và cái thức. Thì đó là một cách trình bày khác thôi. Tuy nhiên một trong mấy cách này đều được cả là đủ rồi. Sau cái đó cũng giống như một cái bài căn bản nhất thiết pháp môn là nhìn họa đại, địa đại, phong đại, thủy đại đó. Đừng có đối chiếu, đừng có nhìn nó là nhìn họa đại là họa đại á, rồi mình cho hẳn có cái ngã đó, rồi mình phân biệt cái ngã này khác ngã kia, rồi đối chiếu liên hệ nó với mình là của mình, không phải của mình. Rồi từ đó mình tham khởi, sân khởi, si khởi, mà đi vào khổ đau và thất vọng. Còn nếu như mình nhìn đó là vô ngã, không có đối chiếu gì với mình cả, thì không có rơi vào, tuy nhiên là cái tâm vô tham, vô sân, vô si nó khởi. Đây cũng vậy, thêm cái yếu tố không gian và yếu tố thức cũng vậy thôi, là sáu yếu tố. Yếu tố này nói là sáu yếu tố không gian, đó là con người và vũ trụ đó, lục đại đó là cũng con người và vũ trụ. Địa thị họa phong không và thức cũng là con người và vũ trụ. Hai cái đó chúng ta rời nhau, con người và vũ trụ, và thấy được sáu yếu tố này là thấy hiểu được vũ trụ. Vũ trụ mình, vũ trụ là vô cùng, không thể bằng thần thông mà đi khắp vũ trụ được, nhưng bằng trí tuệ để thấy vô ngã, thấy duyên sinh trong các cái yếu tố này, sáu yếu tố này, thì thấy được vũ trụ, thấy được con người. Và đó là từ cái thấy đó, thì vì thấy cái cơ bản, cái gốc đó, là từ cái thấy, cái nhìn đó thôi. Thành nên tu là tu cái nhìn, tu cái nhìn đó là trí tuệ, cái nhìn đó thôi. Cả cái bí mật, cái bí quyết là cái nhìn, mà mình không có huấn luyện cái nhìn đó là cái khí giới sắc bén của mình không có rèn luyện khí giới đó, không có ngã nào để đi, không có công cụ nào để đi nữa.
cái nhìn, vì vì học là lấy huấn luyện cái nhìn đó, văn văn huệ, tư huệ và tu huệ huấn luyện cái nhìn. Nhìn cách nào để đừng phiền não. Một người họ mắng, họ chửi mình, họ mệt rồi, mình nhìn cách khác, mình nhìn nói ôi cho hắn nhục mà mình thì mình đau khổ, nhưng mà mình nói ôi hắn là chỉ là hơi gió hơi đâu mà chấp. Đôi một cái nhìn đó là mình tự tại ngay được. Cuộc đời của mình mọi thứ khổ đau cũng từ kinh nghiệm đó thôi, mà do cái công phu tu luyện của mình, tập luyện của mình, huấn luyện của mình thì mình đi ra được tất cả mọi cái trói buộc. Và cái cung đường của đạo Phật gọi là cung đường huấn luyện tâm lý không bị mật, huấn luyện đó thôi, và mình tự huấn luyện lấy, không ai cho và không ai lấy đi. Thì thành quả của mình cứ đốt cái nhìn, cái đó là thượng đế đó, cái nhìn đó là thượng đế, cái đó nó đặt để tất cả đem lại khổ đau hạnh phúc cho mình. Nhìn vô ngã, thay vì cả cái văn hóa của người dạy mình cái nhìn hữu ngã, mọi cái thì phân biệt rõ ràng lắm, nhưng cái nhìn rõ ràng đó nó ở trong cái hệ xã hội, nhưng mà về cái mặt sinh tử này là nhìn hữu ngã, phân biệt cái ngã này ngã kia hoàn toàn, thấy tất cả đều dương sinh vô ngã, hiểu rõ và thấy rõ cái giới thứ hai, thứ ba là cùng giới nữa, cùng sáu giới, nhưng mà sáu cái khía cạnh khác, đó là lạc khổ hồi họ đó, lạc khổ thì u nắm cảm thọ và thêm cái vô minh nữa, một cái chi phần trong xúc thọ ái thú hữu đó, cũng chi phần nhân duyên, cái chi phần đầu thuộc về xúc, bây giờ đây thuộc thọ, hiểu rõ cái thọ, thấy rõ cái thọ không, tôi cũng đi ra khỏi cái khổ đau, đi ra khỏi sợ hãi thất vọng và tai họa, cảm thọ thôi, mà thực sự ra cái đi tìm kiếm của mình trong cuộc đời, đi tìm kiếm hạnh phúc là đi tìm kiếm cảm thọ đó thôi. Quý vị biết nhiều khi mình ngồi trầm tư lại, mình điên đầu đi, mình thấy chướng vô cùng, lạ vô cùng. Và có nhiều khi thật ra trong cuộc đời đi tìm hơi nặng hơi lạnh đó thôi, một cái sự chênh lệch nhiệt độ đó thôi, mình đi tìm sự chênh lệch nhiệt độ đó thôi, mà tưởng người ta lý tưởng hóa cái đó, thần tưởng hóa cái đó, là mình tự ám ảnh mình đi tìm kiếm những cảm xúc đó thôi, nóng lạnh. Mà ngay cả khi quý vị biết trời lạnh, mình nằm trong cái chăn đắp hơi ẩm là mình thấy hạnh phúc trong cái hơi ẩm đó, mà rời không dám rời, nó trói buộc như cái vô lý rồi, những cái mà hẳn không có như thế đâu, đứng trói mình. Cuộc đời cũng vậy, những cảm xúc nam nữ cũng vậy thôi, những cái cảm xúc về nhiệt độ, tách biệt nhiệt độ và những cái rung động về cái nghiệp thức đó, cái tư duy đó thôi, đó mà đè ra những cái trói buộc mà mình không phải của ai cả, không phải người mình thương mình yêu, mà không phải là mình, cũng phải của mình, phải của họ, mà sang trói cả tất cả thế này. Đó, mình cái trí tuệ nhìn vô mình thấy nhiều khi là mình thấy là thất vọng, thực sự chứ phải thất vọng chính mình ấy. Vô lý là bị trói buộc nhiều cái vô lý lắm, mà mình là những con người, mình nói là con người mình vĩ đại trong cuộc sống, mà thực ra là mình bị trói buộc nhiều vô lý. Thì cái này là thuộc về lạc khổ hỷ u xả và vô minh, là bởi vì năm cảm thọ này nó cộng lại, nó hình thành thêm cả thứ sáu là vô minh. Bởi vì do cái vô minh thấy có hữu ngã cho năm cảm thọ này mới trói, chứ còn minh hàng mình nhìn mà có cái vô ngã, nhìn duyên khởi vô ngã là cái chiều vận hành nó khác, là cảm thọ ta nhìn minh nhìn á, thì tất nhiên minh nhìn là vô minh diệt, là hành diệt, là thức diệt, danh sắc diệt, lục thọ lục nhập diệt, xúc diệt, thọ diệt, ái thụ hữu diệt, sầu bi khổ não diệt, diệt liền. Thành thử bây giờ mình huấn luyện cái nhìn vô ngã thì can đảm. Cái này là cái mà gọi là đem cái văn hóa của Tây Trúc về mà cụ dân Đông Thổ, là tôn ngộ không là vậy, vô ngã tôn ngộ không thì không thì vô ngã, tôn ngộ không là vậy đó, phải tôn ngộ không. Và cái người đó là cái người mà mang cái sứ mạng đem cái văn hóa mới đến Đông Phương mình đấy, Đông Thổ, là cái vô ngã đó thôi. Bởi tất cả mọi từ cái gốc là ngã đó thôi, mình cũng vùng vẫy chi đi nữa, rồi cũng đổi nỗi thất vọng này bằng một nỗi thất vọng khác, một cái niềm thất vọng khác, đổi nỗi đau khổ này bằng nỗi đau khổ khác, vì thấy mỗi cái tai họa này bằng tai họa khác là thôi, mình vẫn di chuyển trong cái sợ hãi thất vọng và tai họa, mà là cái độ kỳ gốc của nó, thì cái nhìn đấy, độ kỳ nhìn đây mới là gọi là sự đóng góp của đạo Phật, và đây mới là thực sự là Phật giáo, mà tiếng nói Phật giáo không có cái này, không có đạo Phật, không có cái, tất cả nó chỉ là công giả tràng, làm cái công cái tràng là thôi, không ác thứ gì cả. Hắn phải có cái trí tuệ này, cái nhìn này hắn mới chuyển nghiệp, còn không có cái nhìn này không chuyển nghiệp, không thay đổi gì được cả. Cái thứ tư về giới là cũng có cái sáu giới đó là cảm thọ rồi đó. Bây giờ có cái sáu giới nữa, nhưng mà Đức Phật trình bày cách khác, là hạng thuộc về tham sân si, mà thay vì si Đức Phật nói là hại, thì người si hay gây cái tác hại sai lầm, tham sân và hại,
cái tâm lý tham và vô tham, vô sân và vô hại. Cái đó là sáu giới, cũng sáu giới nữa. Thì nào là tham, do đâu mà sinh tham? Như thế nào là sân, do đâu mà sân? Như thế nào là hại và do đâu mà có hại? Và như thế nào là thoát ly khỏi tham, thoát ly khỏi thân và thoát ly khỏi hại? Tự nhiên đi đến vô tham, vô sân và vô hại. Đó, thì con đường của mình đi vào không sợ hại và không có tai họa là đi vào không tham, không sân và không hại. Đó, con đường của mình là vậy, con đường đi là vậy. Ai mà thấy rõ, hiểu rõ cái này á, thì gọi là bậc hiền trí. Và như vậy là người đó không có sợ hại, không có thất vọng, không có tai họa. Nhưng mà quý vị biết là hẳn đơn giản là bởi vì thấy rõ, hiểu rõ này mà đi ra được á, là thấy tứ đế của các pháp á, của các hiền hữu là phải lên đến liệu chi. Tuy nhiên là cuối cùng là bậc thánh thực sự là từ A-la-hán và Phật của Bích Chi Bồ-Tát, Đại Bồ-Tát mới hoàn toàn và các bậc hiền trí. Còn các bậc thánh hữu học từ Tu Đà Hoàn đến A-la-hán có chia sẻ niềm hạnh phúc này rồi và họ đã thoát ly rồi. Họ gần như đã thoát ly khỏi mọi cái tai họa và thất vọng cuộc đời rồi, nhưng mà còn bị cái hậu quả giới rớt của cái dư nghiệp á, vì dư bạo còn rồi thôi. Cho bậc Tu Đà Hoàn cũng đã có dự phần vào cái sự nghiệp giải thoát này rồi. Là Tu Đà Hoàn là gọi là một vị bậc mà có pháp nhãn đó, thấy vô ngã đó. Từ thân kiến rồi thì các bậc này đã bắt đầu thấy hạnh phúc này rồi và từ thấy là không còn tai họa nữa, cho nên các vị đó không có bao giờ gọi là bất thối đó, không bao giờ đi lui nữa và không bao giờ đi vào cái thế giới tai họa đó nữa, thất vọng đó nữa. Đi tới mà thôi, đi tới cái hạnh phúc mà thôi. Đó là cái giới. Còn cái giới cũng có thể trình bày một cách khác nữa là có cái ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thấy cho rõ dục giới, sắc giới, vô sắc giới là cái gì? Đó là cái chi phần của hữu, trong 12 chi phần nhân duyên. Là quý vị chỉ cần học dứt khởi, thấy dứt khởi thật rõ là thấy hết tất cả Phật pháp và thấy rõ tất cả mọi con đường để đi ra khỏi khổ đau. Tất cả các bộ phái, tất cả các bộ luận lớn nhất cũng thiết lập trên 12 chi phần thôi. Duy thức là thiết lập từ thức, vọng tưởng thức diệt, lăng già đó là niết bàn, từ thức lăng già duy thức. Còn về kim cương đó, về trừ tượng, tượng uống đó cũng là vậy thôi, một trong mấy chi phần đó thôi, không thể thoát ly được. Thành ra mình học mấy bản kinh này thì nhỏ nhưng mà nói toàn bộ giáo lý đạo Phật đấy. Quý vị mình có bao giờ có bị ám ảnh rằng đây là tiểu thừa hay trung thừa hay đại thừa gì đấy, đây là Phật thừa rồi đó, và chỗ nào mà nói đúng là cũng như thế thôi. Có cái hai giới nữa mà đơn giản nữa là Đức Phật trình bày một cái bậc hiền trí mà thấy rõ cái hữu á, ai mà thấy rõ hữu á, tam hữu đó, dục giới, sắc giới, sắc giới, thì người đó là bậc hiền trí. Và ai thấy rõ hai cái giới thôi là hữu vi giới và vô vi giới, quý vị có thể chú thích hữu vi giới. Trong sở dài chú thích nói hữu vi có nghĩa là chỉ năm uẩn, năm uẩn đó là hữu vi, năm uẩn là con người và vũ trụ đó, thế giới dương sinh đó là năm uẩn, năm uẩn là hữu vi. Hữu vi là năm uẩn và vô vi là niết bàn. Cho nên người nào mà hiểu rõ được sinh tử và niết bàn và là hữu vi, năm uẩn và niết bàn, hay là hữu vi và vô vi đều nhiều giống nhau. Ai hiểu rõ sinh tử và niết bàn, thấy rõ sinh tử và niết bàn thì người đó là bậc hiền trí. Quý vị biết là thầy hiểu mà thấy rõ niết bàn là phải bậc đắc niết bàn rồi, mình không có dự phần trong đó. Quý vị thấy là như vậy mới gọi là hiền trí. Còn mình không thể gọi là hiền trí được, mình đang học hỏi để đi về hiền trí. Thì đó là thứ nhất là bậc hiền trí, hiểu rõ và thấy rõ các giới. Thứ hai là các xứ. Xứ thì cũng tương tự mà thôi, một cái cách trình bày khác là thập nhị xứ, sáu căn và sáu trần, hay gọi là sáu căn gọi là nội xứ, sáu nội xứ, sáu trần gọi là sáu ngoại xứ, thì cũng là căn trần cũng nằm trong cái danh sắc rồi thôi. Thực ra là hàng mười năm trong cái sắc chứ chưa vô danh nữa. Thì căn trần đó là cũng có một trong 12 chi phần nhân duyên thôi. Mà căn trần đó hàng tạo thành cái thế giới vật chất đó. Bên trong bên ngoài thành cái thế giới vật chất cũng hữu thôi, nằm trong chi hữu. Danh sắc chi nào cũng được trong mấy chi phần đó, hai chi phần đó. Thì hiểu như vậy mà thấy rõ như vậy cũng là bậc hiền trí. Và rõ về duyên khởi đó, bắt đầu từ duyên khởi. Duyên khởi thì tôi có trình nói thưa với quý vị đó, để khi nào đến tương ứng tôi sẽ trình bày rất kỹ duyên khởi gửi cho quý vị. Khi đến tương ứng tôi trình bày chi tiết và đem hết gọi là hết khả năng để trình bày quý vị về cái duyên khởi này đến tương ứng. Và trong một cái điều kiện thời gian mà không có mưa gió sẽ nói quý vị, bây giờ mưa gió thì có người đi người không đó, để tôi trình bày về cái duyên khởi này. Tuy nhiên là chúng tôi phải ngồi thiền lại, ngồi tình lại và phải nhiếp tâm lại để lục lọi về hệ thống lại để trình bày với quý vị rõ hơn. Thì cái duyên khởi như thế nào là hiểu rõ duyên khởi, là hiểu rõ cái chiều sinh của cái khổ khổ
tuy nhiên là khổ uổng sinh, toàn bộ khổ uổng sinh như thế nào là tất cả cái khổ của con người nó sinh khởi là do vô minh khởi, hành khởi, thức khởi, danh sắc khởi, dục nhập xúc thoại thủ hữu sầu bi khổ nào khởi. Cái chiều nó như vậy, nó khởi đầu từ vô minh. Vô minh đó là thấy các pháp có từ ngã, do thì thấy có các pháp của từ ngã mà tất cả tâm thức nó vận hành ra như thế, đó vận hành thành một cái thế giới sinh tử, cả nhân và cả quả, và cứ xoay hoài xoay hoài xoay hoài như vậy thành ra một cái thế giới sinh tử, là cái nhìn có hữu ngã. Thì cái đó là cái chiều thứ nhất là chiều sinh khởi, cái chiều thứ hai là chiều đoạn diệt. Nếu như mà thấy rằng các pháp là hữu ngã hay là vô ngã thì tất cả do các điều kiện sinh, không có một cái ngã nào, cái từ ngã nào có các cái điều kiện nó sinh, không có cái gọi là mình đấy này, là mình đấy, không có cái mình này, tôi không có cái đó, mà chỉ có những cái duyên đó hàng tạo chân thiện rồi thôi, không có cái chân thiện. Thì thấy mà thấy không có cái ngã chân thiện, nhưng có một cái điều kiện duyên làm đến cái gọi là chân thiện đó thôi, thì cái đó thấy được cái duyên chúng ta đó sinh á, thì không chấp cái ngã, mà cái ngã có cái ngã chân thiện mới sinh chuyện, còn không có cái ngã chân thiện chuyện, mọi chuyện tu tài không có gì cả. Thì cái thấy vô ngã, thấy không có từ ngã này á, là gọi là minh khởi. Khi có cái thấy đó, có sự hiện diện cái thấy đó, gọi là minh khởi. Mà minh khởi có nghĩa là vô minh diệt, thì vô minh diệt từ cái thấy đó, hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc thọ ái thủ hữu sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uổng diệt, đó là mục tiêu đi tìm kiếm của mình. Chỗ đó là chỗ mà không còn có tai họa, thất vọng và sợ hãi nữa. À, như vậy là thấy duyên khởi. Duyên khởi là chúng đó, là tất cả. Thấy duyên khởi, thấy rõ và hiểu rõ duyên khởi là người hiện trí. Hoặc là thấy xứ phi xứ, ngay cái chỗ này thì quý vị biết đó, xứ phi xứ, xứ họ dịch rất chính xác là bởi vì họ dùng thana rồi đấy, thana là cũng là xứ. Thì quý vị biết xứ là như thế này, cái gì á mà nó có thể xảy ra với người này như thế này trong điều kiện này thì gọi là xứ, mà cái này không thể xảy ra với người này trong điều kiện này thì không gọi là phi xứ, không phải như thế. Cái đúng với một cái điều kiện tôi nào đó thì gọi là xứ, mà cái không đúng thì gọi là phi xứ. À, cái sai, cái không đúng là phi xứ. Ví dụ như thế này, trong cái xứ phi xứ cụ thể như thế này, một cái người mà có chánh kiến, tất nhiên là thấy rõ Phật pháp, có chánh kiến là gì, là thấy rõ tất cả các pháp duyên sinh vô ngã, thì người đó không bao giờ đi tới các cái ly, cái chén, cái bình để đi thấy các cái ngã đó, đi tới các cái ngã cả tướng, mà thấy rằng các cái ngã này có ngã cả, không bao giờ, chuyện này không bao giờ xảy ra. Quý vị thấy đó, chuyện này không xảy ra với cái người thành cái cho rằng cái người, cái chuyện mà thấy có ngã là chuyện đó phí xứ đối với cái người có chánh kiến, phí xứ hắn hợp. Hợp với người này, người có chánh kiến là thấy vô ngã, không có thấy có ngã. Thành cái người nào mà cho rằng cái người chánh kiến có thấy có ngã thì cái đó là sai, sai phi sự. Người chánh kiến, chiếc sự kiện này xảy ra là người có chánh kiến luôn luôn thấy vô ngã, thì cái đó là sự kiện đó xảy ra. Nhưng mà sự kiện cho rằng người chánh kiến thấy các pháp có từ ngã thì không bao giờ có cả. Nếu về thì không gọi là chánh kiến nữa, quý vị thấy không bao giờ xảy ra cái người này. Ví dụ như vậy thì người mẹ chả, cái sự kiện thương con là cái sự kiện có xảy ra với người mẹ, nhưng kẻ thù không có xảy ra, sự kiện đó không xảy ra. Thì cái thương con, mẹ thương con, cái đó là cái xứ, mà còn cái kẻ thù thương con là phi xứ, cũng bỏ bao giờ có xảy ra cái chuyện thương đó. Kẻ thù mà thương gì, thù là ghét rồi, không thương. À, thành thực cái gọi là xứ. Người có chánh kiến họ đi đến các pháp, các hiện hữu này thì họ không bao giờ đi tìm cái lạc cả, và không cho rằng các pháp hiện hữu là lạc, là hạnh phúc cả. Lạc này là hạnh phúc á, không bao giờ. Cái người có chánh kiến bao giờ nhận rằng là hạnh phúc thực sự, hạnh phúc có thật cả, trong cái thế giới hữu ngã này, thế giới hiện tượng này cả. Chỉ có người không có chánh kiến mà cho rằng có hạnh phúc, họ mới đi tìm kiếm hạnh phúc, họ dẫn thân đó, họ là chìm đắm trong cái thế giới sắc trần, họ chìm đắm trong đó. Còn cái người có chánh kiến không bao giờ. Cái đó thì cái mà thấy có cái lạc, cho rằng có lạc, cái đó là phi xứ đối với cái người có chánh kiến. Nhưng cái đó là xứ đối với người tà kiến. Cái mà cho là lạc á. Thành thử thấy khổ ba thập ẩn đó nè. Khổ vô thường và khổ vô thường vô ngã. Thấy có ngã là của người tà kiến. Thấy có thường là của người tà kiến. Thấy có
thầy có lạc là của người tà kiến, thầy có khổ, thầy bác pháp ẩn là của người chánh kiến. Thì cái sự kiện mà có đối với người chánh kiến thì không có với người tà kiến, thì gọi là phi sự đối người tà kiến. Sự kiện có với người tà kiến thì trở thành phi sự đối người chánh kiến, gọi là trí thị sự phi sự lực. Đây là một trong 10 lực Như Lai này, trí thị sự phi sự lực. Thầy rõ chuyện này, thì người như vậy mà gọi là hiền trí. Thì cái đó là gọi là sự phi sự. Ba cái đầu á, là gọi là tám pháp ẩn, mấy cái sau là của việc là ngu nghịch tội. Ngu nghịch tội là gì? Là một cái người giết cha, giết mẹ, giết la la hán, thân làm thân Phật chạy máu và phá hoại nhập tăng. Người có chánh kiến không bao giờ làm một chuyện đó. Chuyện đó không bao giờ xảy ra đối với người chánh kiến. Thành ai nói có chuyện đó có xảy ra thì cái đó là phi sự đối với người chánh kiến. Nhưng mà cái đó xảy ra đối, có xảy ra đối với người tà kiến. Chỉ có những người mà điên đạo, những người không biết chi sân hận điên đạo, mê muội mà giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán và làm thân Phật chạy máu và phá hoại nhập tăng. Còn những người có biết, có chánh kiến không bao giờ làm cho nó vi phạm là cái ngũ nghịch tội. Thành thử đó là cũng sự phi sự. Người mà thấy rõ như thế gọi là có gọi là hiền trí. Ngang đây quý vị mới thấy còn cái chuyện mà mình thấy bắt đầu có cái khó khăn cho mình. Khi mà đã nói rằng một vị la hán cái tội ngũ nghịch là có tội giết a la hán, như vậy phải có sự kiện a la hán bị giết, phải không? Mới gọi là ngũ nghịch tội. Bài thơ cũng nói ngũ nghịch tội bên như cái dao nào người ta, như vậy là có sự kiện có vị a la hán có bị giết, và bị giết như vậy là ngoài ý muốn của vị a la hán, mình bị giết qua là muốn là đó là tai họa chứ gì, phải không? Mà nhưng đoạn đầu là nói một cái bậc hiền trí không bị tai họa, phải không? Đó là cái mà quý vị suy nghĩ để đừng không phải là kính lầm đâu, nhưng cái này mình phải suy nghĩ cho ổn. Vì áo hàng có thể có những cái tai nạn đó trong cuộc đời này, có cái rủi ro, có những người họ hại đó, nhưng mà tâm thức vì này không đón nhận cái tai họa đó hoàn toàn không có. Và chuyện này xảy ra rất hiếm, có xảy ra mà rất hiếm. Ví dụ có những vị á la hán vừa gặp Đức Phật đắc á la hán xong bị bò hút chết ngay, tai họa, nhưng mà không. Cái đó cái rơi rớt của, bởi vì đắc á la hán nhanh quá, cái rơi rớt của nghiệp cụ còn lại thì nhanh quá ngoài giới mà thôi. Còn từ tâm không hề đón nhận cái tai họa đó. Thì đấy, sợ hãi không có, thất vọng là vốn có rồi mà tai họa không có. Còn vị á la hán đứng ngồi ở nằm ở cái dương ở dưới gốc cây như thế này, bị bính bính ẩn đồn, có những rặng nhỏ độc khiếp lắm. Hắn mà châm vào một cái là cái người rạ ra thành nước á, chứ không phải là chết ngay mà rạ ra được. Thì một vị á la hán vừa mới bị cũng rặng châm xong, ngài nói, ngài ngoài người đệ tử khiến ra để ngồi trời gấp ra ngoài trời là tan ra nước liền, chết liền. Vì không phải vì á la hán mà không bị rắn cắn, cái chỗ rắn là vì bì rồi đấy. Cái này không có trong cái ý nghĩa tai họa trong này. Tai họa đó là mình tác nhân mình tạo ra để bị tai họa, và tai họa mà đón nhận bằng tâm lý nữa phải thực sự là tai họa. Thành cái mà hiểu rốt ráo là sự đón nhận tâm lý, đón nhận tai họa nữa. Còn cái tâm lý của cái bậc hiền trí là hoàn toàn không có đón nhận tai họa, tâm lý hoàn toàn không thất vọng, tâm lý hoàn toàn không sợ hãi, chỗ đó là hoàn toàn ổn. Còn cái thân mà đón nhận thì cái đó là nhân quả ngoài giới, mà trong cuộc đời này thì còn có. Thì cái này quý vị phải ổn định để cho đừng có nghi ngờ khởi, đừng để nghi ngờ khởi. Thì ngũ cái tội ấy, đối với cái người chánh kiến là không bao giờ phạm, chỉ có người tà kiến mà phạm. Rồi còn đối với nhân quả, đối với nhân quả thì vấn đề một cái người có chánh kiến là khi bao giờ cũng thấy rõ cái nhân quả, phải biết rõ nhân quả mới gọi là có chánh kiến. Biết rõ nhân quả là gì? Là thiện nhân nhất định là phải là đưa đến thiện quả, cái này không thay đổi. Và thiện ác nhân là đưa đến ác quả, không thay đổi. Không bao giờ có sự kiện làm điều thiện thập thiện mà chịu điều ác cả, chịu quả ác cả. Không bao giờ mưa lập thập ác mà có được hưởng báo thiện cả, chuyện đó không lẫn lộn. Thì cái này gọi là xứ và phi xứ. Đối với người có ta chánh kiến không bao giờ họ nghi ngờ về nhân quả. Sự nghi ngờ nhân quả, hiểu lầm về nhân quả là gọi là phi sự đối với người có chánh kiến, mà nó là sự đối với người tà kiến. Thì như vậy là đó là những cái phạm trù và của người hiền trí biết. Thì bây giờ còn cái phạm trù cuối cùng á, gọi là những cái pháp truyền thống. Những cái pháp như thế này, một ở trong cuộc đời này á, không bao giờ có hai vị a la hán chánh đẳng giác có mặt cả. A la hán chánh đẳng giác là Phật á. Khi trong kinh mình khi nào có chỗ á la hán chánh đẳng giác, quý vị bỏ dù phẩy ở giữa đấy, vì cả cái sáu chữ đó, bảy chữ đó là danh hiệu của Phật đấy. Á la hán chánh đẳng giác là Phật, là cái vị á la hán, cả vị Phật. Không bao giờ có hai vị Phật ra đời cùng một lúc một lần trong cuộc đời, cái này thì cũng có thật.
đây là cái pháp như vậy thôi, là bởi vì đó là một bậc tối tôn, tối thượng, và chuyện pháp luân nó dùng pháp luân chỉ có một vị thôi. Nhưng mà đức chi phật có mặt đồng thời, như thời đức thì bà thi vẫn có các đức chi phật, và thời thế tôn cũng có thể có những đức chi phật mà mình không gặp được thôi. Có đức chi phật là đức chi phật các vị họ từ tu rồi họ chứng, họ dạy giác ngộ, nhưng mà các vị này thì chưa có khả năng chuyển vận bản sư phạm, còn cái đời sau đã do cái hành nguyện đã mới trở lại cuộc đời mình làm cái phật chánh đẳng giác. Đức chi phật như vậy, phật độc giác đó, từ mình giác ngộ thì có. Nhưng mà đây là nói vì chánh đẳng giác mà thôi, thì không bao giờ có hai vị chánh đẳng giác trong cuộc đời một lúc đó. Không bao giờ có hai vị chuyển luân vương còn một lần, là bởi vì quý vị biết là hai ông sư tử không bao giờ sống chỗ cả. Chuyện này vì tâm lý người đời là thấy rõ, mà cái pháp cũng vậy. Chuyện luân vương là vị vua, mà vị vua lớn nhất, vua gọi là vua cả thế giới, là vua điều khiển cả thế giới luôn đó, cai quản cả thế giới. Thì vị vua này là khi ra là có cả tướng bảo, có voi bảo, có nữ bảo, có đủ thứ cư sĩ bảo rồi đó, tất cả như là có điều kiện để là đóng vua hùng mạnh, không ai hơn được nữa. Thì gọi là chuyện luân vương. Còn nếu như có một người ngã hàng thì không gọi là chuyện luân vương nữa. Cho nên không bao giờ có hai chuyện luân vương ra đời một lần trong một sự sợ, không có một lục địa, không có. Thành thì đấy là những người mà có chánh kiến mà kiên trì thì thấy như thế. Còn những người mà cho rằng có hai chuyện luân vương có mặt thì những cái đó là tà kiến, mà không phải là tuy nhiên là không biết về cái sự phi sự, không gọi rõ. Rồi bên nữ giới thì có những vấn đề như thế này, là vì bên nữ nhân là không có làm a la hán chánh đẳng giác được, tu để kiếp sau muốn mà trở thành phật á, thì giác ngộ xong thì chuyển thân. Nhưng mà đừng có nói là nữ nam cũng vậy thôi, muốn làm phật là cũng phải chuyển thân nào, là bởi vì ngay bây giờ đấy chúng ta thấy trong cái thời phật tại thế là ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên là được đức phật xác nhận ngang bằng đức phật vào gần cuối cuộc đời. Tuy nhiên là hai vị đó có khả năng chuyển vận bánh xe pháp như đức phật. Rồi khi mà đến cái khả năng đó là hai vị đảnh lễ đức phật lần cuối cùng ngay, không có ở thêm một phút nữa. Đảnh lễ đức phật nói, và đảnh lễ để trình rằng là bạch thế tôn con còn giác rồi, là đi nhập niết bàn liền. Vì thế đó là cái gọi là cái pháp truyền thống đó. Ngài Xá Lợi Phất vậy, ngài Mục Kiền Liên vậy, có. Nhưng mà kiếp sau ngài mới trở lại ra đời như một vị phật, rồi cũng đi tu rồi chuyển vận bánh xe pháp vậy. Còn lúc bây giờ vẫn là đệ tử phật và vẫn đắc được cái toàn giác như đức phật, rồi nhập niết bàn liền. Vì thế thành thử nam cũng vậy thôi, chứ không phải nữ. Muốn trở thành á la hán chánh đẳng giác là phải thân nam thôi. Thân nam mà thân nam ngay cả nam hiện tại rồi mà muốn cũng chuyển lại thân nam nữa. Chứ còn không phải là ngay trong hiện tại mình là đệ tử phật mà có thể thành phật ngay trong kiếp này được. Phật là á la hán chánh đẳng giác không thể thành trong kiếp này. Là mình có khả năng trí tuệ toàn giác đó, nhưng mà chờ chuyển vận bánh sát trong một giai đoạn sau, đủ có bấm hai tướng tốt nữa, về đủ có hồi chúng ra đời, có hồi chúng nữa, có các đệ tử, có các thị giả, có các hội chúng là phải duyên, là phải kết cho tròn, và có các cái chúng sanh để hóa đồ đứng chờ đợi đó nữa, quý tụ về nữa, rồi hàng có nhiều duyên lắm, thành lúc đó mới gọi là á la hán chánh đẳng giác. Thành đây cũng là sự kiện về pháp nhị như thị của pháp truyền thống. Rồi còn ma vương thì cái này tôi cũng thưa quý vị là tôi không biết, là bởi vì chuyện này Phật dạy thôi, không hiểu vì sao là nữ không làm ma vương, mà về mấy cái bảo dựng nó đặt tên nữ cả. Mà vua ma mà dữ lắm thì cũng là đáng lẽ là nữ cũng được chứ. Nhưng mà không, hàng có cái hay là không làm vua ma, mà chỉ có làm dân ma thôi. Hoàng hậu ma thì có, mà không có làm vua ma, không có vua đế thích cũng không. Đế thích là bên cõi trời tam thập tam thiên, cõi đó là cõi hạnh phúc nhất trong cõi dục giới đó. Cõi đó là đế thích lên bên đó có cả nam cả nữ, tiên nam và tiên nữ, thì tiên nam mới làm đế thích, còn thiên nữ không. Còn không làm phạm thiên, mà phạm thiên tôi cũng không rõ là vì sao cái pháp như vậy ta lại chịu. Mình cũng không làm ra cái nghề phạm thiên là gọi sơ thiên á. Đây là phạm thiên chứ không phải phạm thiên vương, mà phạm thiên là mỗi vài vị phạm thiên sống một cái cõi như là chỗ đó là cô đơn lắm, bởi vì cái cảnh giới của họ là sống lẻ loi lắm, đơn giản lắm. Và một cái gọi sơ thiên á, gọi như các vị sống hạnh phúc, từ hạnh phúc đồ, họ không cần có bạn bè xung quanh đâu. Thành này có lẽ vì vậy cho nên họ nói phạm thiên không, bởi vì không có thiên chủng, vì không có vua rồi. Nên phạm thiên đây chỉ là phạm thiên, là phạm thiên vương, gọi phạm thiên. Và không có chuyện luân vương, cũng không có làm nữ. Thì cái này thì không biết trong tương lai, chắc là đức Phật dạy là đúng như vậy rồi, tôi tin là đúng rồi, tôi tin đúng rồi. Bởi vì cho đến bây giờ mà nhiều lắm là lấy làm tổng thống nữ, thủ tướng được rồi thôi, chứ không phải chuyện luân vương. Chuyện luân vương là thống trị thế giới rồi, mà gọi là chuyện luân vương.
thì khó mà có nữ, phải không? Nhất là các vị nam là đạo lớn như thế này không ai để cho nữ lên làm cái chuyện lưu vương được, thì chuyện này có thể tin được là không có làm. Vì thứ hai là họ có cái tình thương lớn lắm, mà họ không làm được cái chuyện đó, làm chuyện đó nhiều khi phải cần cái cương quyết, cần sức mạnh ghê lắm. Mà bên nữ là có cái tình thương lớn, về cũng bận bìu con cháu rồi nữa, họ không phải là làm đạo được. Có lẽ vì vậy mà thực ra là đó là cái cách mình nói để nghe cho hợp lý rồi thôi, chứ còn cái cách này là không thể cách nghĩa được. Cái pháp nó như thế thì ai mà biết được xứ, thấy rõ, hiểu rõ xứ, giới xứ và dương khởi và xứ phi xứ, thì vì đó là hiền kiết, và vì đó không có thất vọng không đến với họ, sợ hãi không đến với họ và tai họa không đến với họ. Và mong rằng quý vị chúng tôi nuôi dưỡng cái ước mơ đó trở thành các vị hiền thị trong tương lai để phục vụ đạo bảo đạo Phật ân đó trong tương lai, và nhất định mình phải trở thành hiền thị, bởi vì không lẽ không có lý gì mình đầu hàng đó. Và đó là cái ước mơ đó, thì ước mơ mình có quyền ước mơ như vậy. Còn cái thành tựu thì có thể nói thực ra là Đức Phật dạy như thế này là cho mọi người, cho tất cả quý vị và chúng tôi nữa thực sự có thể hành được. Và ngay trong hiện tại, thực sự mà nói, mình dám nói là ai có thể được cả, nhưng mà thực sự mà nói, ai thấy vô ngã, ai thấy khổ đau rõ ràng rồi, ai thấy nỗi sợ hãi rõ ràng, ai thấy thất vọng rõ ràng, thì cái chính tượng quả đó, thì tự nhiên là buông bỏ, buông cuộc đời, buông xong cái là tất cả sợ hãi.